Dạ vâng, thưa, kính chào ông. Ông có thể cho biết tên và nghề nghiệp của ông không? Thưa, tên tôi là Nguyễn Minh Diễm. Thế bây giờ nói là nghề nghiệp đó thì trước năm 1975 thì tôi bắt đầu tôi đi dạy học ở trường Nguyễn Bá Tòng từ năm tôi 20 tuổi. Thì sau đó khi mà tôi tốt nghiệp đại học rồi đó thì tôi lên trên Đà Lạt tôi dạy cho trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Thì đồng thời với dạy cho trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt thì tôi dạy thêm các trường tư ở ngoài. Thì tất cả những cái đó chấm dứt vào năm 1975. Tại vì chúng tôi phải đi học tập cải tạo mấy năm. Và khi trở về thì trở thành ra là cái người mà chế độ không ưa thích, không tin tưởng. Cho nên tất cả anh em chúng tôi mà đi dạy học ạ, hầu hết đều bỏ dạy, đều không có dạy nữa. Rồi tới năm 1996 thì tôi sang Mỹ, sang Hoa Kỳ, cùng với gia đình sang Hoa Kỳ và tôi trở thành ra là biên tập viên của Đài Á Châu Tự Do và tôi về hưu được 4 năm nay Thưa ông, lúc ông về hưu là ông giữ chức vụ gì của Đài Á Châu Tự Do ạ? rồi. Rồi trước khi tôi về hưu thì tôi làm giám đốc của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trong gần 4 năm rưỡi. Thưa ông là một nhà giáo dục gần như là suốt cuộc đời của ông, thì cái lúc mà người Cộng sản vào chiếm miền Nam như vậy ấy, họ cũng bắt nhà giáo đi tù hay sao mà ông lúc đó thì ông đâu có ở trong quân đội phải không ạ? Dạ vâng, thật ra thì vào cái lúc chót á, thì tôi mới đi quân đội. Tôi đi quân đội thì và do đó phải đi học tập. Tức là đi nhốt vào trong trại cải tạo mất 2 năm 3 tháng 17 ngày. Thưa ông thì ông có nói là ông sống ở trong cái thời coi như là suốt miền Nam từ cái lúc mà ông lớn lên làm thầy giáo vào lúc năm 20 tuổi dạy trung học đó cho đến khi mà ông ra đi năm 1996 đó, chị xin lỗi nha. Chị lấy nước. Vâng. Thưa ông thì sống ở trong miền Nam trong suốt cái thời gian dài như thế qua nhiều triều đại từ thời dưới thời ông Diệm rồi tới thời ông Thiệu rồi sau này dưới thời Cộng sản thì đối với ông thì ông thấy rằng cái thời gian nào mà cái kinh nghiệm sống của ông nó vui nhất nó thấy là nó an bình nhất mà ông thích thưa ông. Thật sự ra nếu mà nói mà an bình á, thì tôi nhớ rằng là cái thời an bình nhất mà chúng tôi có những người tôi và những người mà ngang tuổi chúng tôi đó là cái thời của ông Diệm. Cái thời đó là từ năm 54 cho tới năm 61. Thì lúc bây giờ thì chiến tranh nó gần như chưa có. Và chúng tôi thoải mái, chúng tôi ăn học và chúng tôi lớn lên. Và chúng tôi nhìn thấy cái xã hội lúc bây giờ tất nhiên là gọi là tự do hoàn toàn như là một cái xã hội Mỹ thì nó chưa phải. Nhưng mà quả nhiên rằng là chúng tôi có cảm tưởng là chúng tôi có những cái cơ hội để mà thi thố cái tài năng của mình, có những cái cơ hội để mà chọn lựa cái con đường mà mình thích và dám đầu tư vào trong tương lai, tức là dám nghĩ đến cái chuyện vài năm sau. Thưa ông, khi mà ông sống trong ba cái thời đại như thế đó, ông đi dạy học, sau khi Cộng sản vào đó thì có những cái thay đổi gì trong cái ngành giáo dục mà ông có thể chia sẻ ạ? Cái thay đổi lớn nhất tức là giáo dục theo cái nghĩa ngày trước á, trước năm 1975 ở miền Nam á, thì giáo dục đặt căn bản trên con người, nó gọi là nhân bản và tạo điều kiện cho con người phát triển cái khả năng của mình, cho nên là nhân bản và khai phóng. Thế nhưng mà sau năm 1975 á, thì giáo dục tức là dạy cho con người đi vào một cái khuôn mẫu có sẵn, hoàn toàn con người không có cái điều kiện để mà phát triển cái khả năng của chính mình. Bởi vậy cho nên là một trong những cái mà họ bỏ ngay đó là cái môn triết học ở trong lớp cuối của bậc trung học. Tại triết học dạy người ta về luận lý, dạy người ta về cách lý luận, triết học dạy người ta về có những cái nhân sinh quan khác, đời sống, có những cái vũ trụ quan khác, cái cách nhìn đời sống khác. Mà sau năm 75 chỉ có một thứ triết học thôi, đó là triết học Mác Lênin. Cho nên là dạy triết học mà không phải là dạy triết học, là bắt theo một cái khuôn mẫu có sẵn. Tất cả những gì mà thầy giáo nói ra đều là đã được in sẵn và đều đã được học tập đâu vào đấy
và ông thầy nói ra sao học trò phải lập lại y hệt như vậy. Thui chột cái khả năng sáng tạo, thui chột cái sự khai phóng của con người. Đó là cái quan trọng nhất, đó là cái rõ nhất. Thưa ông, thì cụ thể ra thì cái sự thay đổi ở trong một cái lớp học giữa quan hệ thầy cô, giữa những cái sách học để lấy cái kiến thức, nó là những cái thay đổi gì ạ? Về kiến thức thì tức là họ chỉ cố nhồi nhét một số những kiến thức mà người ta muốn nhồi nhét vào trong đầu óc học trò. Không có chỗ để cho sáng tạo, không có chỗ để cho suy nghĩ thêm. Hơn nữa, người nào có những suy nghĩ khác có thể là bị trừng phạt. Tôi thí dụ, khi mà họ cố gắng họ tạo thành những cái cho đầu óc của trẻ đó, những cái ý tưởng mà họ nhồi nhét. Thí dụ như họ muốn cho căm thù Mỹ Ngụy ngày xưa chẳng hạn đó, thì bao giờ cái bài toán đánh nhau hồi xưa thì trẻ con học toán tính cộng trừ nhân chia là cộng trừ nhân chia thôi. Nhưng mà đây không phải. Họ sẽ nói rằng là hôm nay thì bộ đội bắn rơi 3 máy bay Mỹ, giết được 8 giặc Mỹ. Ngày hôm qua thì bắn được 2 máy bay Mỹ, giết được 10 giặc Mỹ. Như vậy tính trong 2 ngày vừa rồi thì là giết được bao nhiêu giặc Mỹ, bắn được bao nhiêu máy bay Mỹ. Thì thế để khơi dậy và để nhồi nhét cho học trò cái tinh thần là căm thù. Và thật ra nếu mà người ta không căm thù thì chủ nghĩa cộng sản không thể thi đấu được. Đó chỉ là những cái thí dụ nhỏ. Còn tất cả mọi những cái khác, chúng ta đều thấy cái cuốn sách sử chẳng hạn. Một cô giáo dạy, thì bây giờ cho là Trung Quốc là bạn. Thì lúc bây giờ viết có những cái bài ca ngợi Trung Quốc. Đến khi đổi cho Trung Quốc là thù, thì tất cả những phần ca ngợi Trung Quốc phải gạch đi, không được dạy nữa. Nhưng mà cũng không có tiền in sách lại. Cô giáo dạy sử cứ việc đánh dấu cái phần đó, rồi thôi đâu đừng nói nữa. Đó là những cái mà mình nhìn thấy rõ. Cho nên là khi mà tôi dở các sách của con cháu ra định để dạy chúng nó, thì có những cái mình thấy mình không thể dạy được. Thưa ông, còn cái quan hệ giữa thầy trò với bạn bè trong trường lớp nó có trong sáng ngày xưa, có cái tinh thần là tiên học lễ hậu học văn, hoặc là kính thầy là trên hết hay như thế nào không thưa ông? Hồi xưa là tiên học lễ hậu học văn. Và bạn đối với nhau á, phải có cái chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến, tại vì lo chuyện học thôi. Nhưng mà bây giờ đã trong số những cái người bạn của các em, các cháu á, thì là nó có những cái người nó là đoàn viên, cho nên họ nhìn nhau cái cặp mắt nó nghi ngại. Cô giáo cũng sợ học trò, tại vì nó lên nó báo cáo. Cho nên là cái tình thầy trò và tình bằng hữu á, nó bị vẩn đục bởi cái tình đối với Đảng. Mà cái liên quan đối với Đảng á, thì nó lại liên hệ đến cái con đường thăng tiến. Vào Đảng ra thì là có thăng tiến. Bởi vậy cho nên là tất cả mọi cái đó rốt cuộc bị vẩn đục. Tất cả những cái tình cảm cao quý thì bị vẩn đục hết. Cho nên bây giờ chúng ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái tội ác không thể tưởng tượng được. Học trò giết nhau, đánh nhau, học trò giết thầy, là bởi vì rằng họ theo một cái khác hơn là cái tình thầy trò, khác hơn là cái tình bằng hữu. Mà đó là cái giáo dục của Việt Nam bây giờ. Thông ông nhớ lại trong những ngày tháng đó thì con em của ông đi học, thấy các em có thích thú về những cái gì nó học không? Trẻ con thì nói cho đúng ra thì nó dễ thích thú lắm. Nó dễ thích thú lắm. Thế nhưng mà có cái điều rằng là những cái nó thích thú toàn là những cái điều mà mình thấy nó đáng nhẽ nó không thích thì hay hơn. Nhưng mà cái lúc bây giờ đó thì là ngay ở trong từng cái gia đình thì đã có những cái mầm mống của cái sự chia rẽ. Thí dụ hồi xưa khi mà họ mới bắt đầu từ miền Bắc vào miền Nam thì họ chia ra là ngụy quân, ngụy quyền. Thì bây giờ các em, các cháu, các con đi học thì nó cứ việc nó lên án ngụy quân, ngụy quyền, họ dạy sao nó nhắc lại như vậy. Trẻ con nó giống như tờ giấy trắng. Thế nhưng mà đến lúc nó hỏi rồi, hóa ra là ngụy quân, ngụy quyền toàn là bố, là anh, là chú, là họ hàng, là những người mà nó thích từ thế.
Cho nên là ngay cái đứa trẻ cái lúc bây giờ là nó đã ở trong cái tình trạng phân vân, không biết cái nào là phải, cái nào là trái. Thế về sau này nó chỉ có theo cái đường nó có lợi thôi. Thế thì đó là những cái đứa mà nó về sau nó làm, nó gây nên những cái tội lỗi ở trong xã hội. Thế còn những cái người mà nó nhìn thấy vấn đề, nó chịu cái sự giáo dục của gia đình tốt hơn á, thì nó phải lớn lên nó mới nói, nó hiểu. Nó thì lúc bây giờ đó là một cái thảm kịch của các cái thanh thiếu niên ở miền Nam. Xong năm 75. Thương cho đến bây giờ thì mỗi một cái thời gian dài như thế, một cái loại coi như là hệ thống giáo dục như thế đó, thì cái xã hội Việt Nam mình thì nó đi về đâu cơ? Nó cái tiền đồ cũng cái tương lai thế hệ tới này nó sẽ như thế nào thưa? Thưa cô, đây là một cái câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì khi mà một cái nền giáo dục mà không có mang tính cách giáo dục, những người làm thầy mà lại không phải là thầy, những người mà nói rằng mình bằng cấp này kia thì không phải là bằng cấp như thế, cho nên người nhận mình là đạo đức thì thật ra không đạo đức gì cả, thì người ta cũng không biết rằng cái nền giáo dục mình sẽ đi về đâu. Không thể nào, tại vì đây không phải là giáo dục, không phải là vấn đề sửa chữa, không phải không thể sửa chữa được. Tôi cho rằng nền giáo dục của ta phải thay đổi, nền giáo dục của Việt Nam phải thay đổi. Và nếu mai mốt đây mà có cái cơ hội, có cái dịp để cho nước Việt Nam chúng ta không còn ở trong chế độ cộng sản nữa, thì phục hồi kinh tế đó có thể là mất 5 năm, 10 năm, nhưng mà phục hồi lại cái con người thì ít ra phải là một thế hệ hoặc là hai thế hệ. Đó là cái chuyện lâu dài. Thưa ông, thì trước khi dứt thì ông có cái điều gì mà ông muốn nói, chia sẻ nữa thì xin mời ông ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Tôi chỉ cái mà chúng tôi, người nào vào cái tuổi đã lớn thì đều có một cái mong mỏi. Mình nhìn thấy là mọi cái nó đến chỗ cùng cực xấu thì nó sẽ phải thay đổi. Nhưng mà bao lâu thì đến cái chỗ thay đổi đó thì mình chưa ai dám nói, chưa ai dám có thể quả quyết. Tại vì cái mà càng xấu bao nhiêu thì đến lúc gần tàn của nó thì nó càng tàn ác bao nhiêu. Mà trong khi con người ở Việt Nam chúng ta đã bị dạy dỗ, đã bị nhồi nhét vào sự sợ hãi quá lâu rồi. Cho nên bao giờ dân chúng ta mà không còn sợ nữa thì lúc bây giờ sẽ có thay đổi, và lúc bây giờ tương lai mới có thể tươi sáng cho cả dân tộc. Thưa ông nói đến vấn đề sợ hãi, chính quyền cộng sản họ làm cái gì, cái nhà cầm quyền cộng sản họ làm cái gì để cho người ta sợ đến như vậy chứ? Sợ là bởi vì rằng là hễ mà hơi chỉ có sự gọi là chưa đến nỗi chống đối mà chỉ là không đồng ý thôi đó, thì đã là hậu quả trông thấy trước mắt rồi. Hậu quả là gì? Đó là chính bản thân người đó gặp khó khăn, bố mẹ người đó gặp khó khăn, vợ con người đó gặp khó khăn. Cho nên là có những người thôi thì cứ xuôi theo. Và vì rằng cứ xuôi theo như thế lại chỉ dạy cho con cháu rằng thôi cứ xuôi theo, đừng làm như thế khổ vào thân con ạ, đừng làm thế khổ vào thân cháu ạ. Thì cái sợ hãi nó cứ lưu cữu từ đời này sang đời khác. Cho nên là ở đâu cũng thấy sự sợ hãi, cũng thấy sự hoang mang, là con người không tin ai cả. Đó là họ cai trị bằng sự sợ hãi. Đó chính là cái đặc điểm của chế độ gọi là công an trị là chúng đó. Thưa, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn cô.